Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Vết Thương, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Tôi nhớ hoài cái bản sơ yếu lý lịch mà Phúc viết năm em 12 tuổi. Ở cái dòng nơi sinh, em ghi là dưới gốc cây bàn. Tôi nhớ vẻ mặt trong vắt của em khi phụng phịu. Thiệt vậy mà, anh hai quên rồi sao? Không, có chết, tôi cũng không quên buổi sớm hôm ấy. Khi tôi và má nuôi nhìn thấy Phúc ở dưới gốc cây, xung quanh lá khô rơi đầy. Người ta túm em trong bọc vải đẫm sương. Người em đã tím, em không khóc nữa, nhưng dường như đã khóc rất nhiều. Môi em khô róc, bợt bạc, khuôn mặt nhòe nhoẹt máu. Một bên mắt em đã bị chuột gặm nham nhở. Tôi 7 tuổi, khóc điếng, hình dung mình cũng đã từng nằm dưới gốc cây nào đó, cùng kiến, chuột và bóng đêm. Cái hôm mà má nuôi ôm tôi lên cũng giống như bây giờ, cũng gói em trong tay. Bà hơi trùng trình, lão đảo, nòng em nhỏ nhoi như là trái bí, trái bầu, nhưng mang sức nặng của một sinh linh. Chúng tôi mang em về sương, về ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên khu giường chôn chi chít những tiểu sành, những hòn máu bị dứt bỏ mà má nuôi tôi nhặt từ bệnh viện. Tôi lặng lặng xách dao dọn một khoảng cỏ, chuẩn bị tấm vải và cái quách nhỏ. Nhưng thật lạ lùng, em vẫn sống. Tiếc là chỉ còn một mắt. Lần đầu tiên má nuôi của tôi tin rằng có kỳ tích ở trên đời. Dần những buổi chiều lên, dần những khu giường hiu hắt, những giọt máu chưa thành hình, không đủ để hóa linh hồn, chỉ giật giờ những ngọn khói mỏng xiêu xiêu. Nhưng từ khi có Phúc, có tiếng cười giòn tan dắt dẻo trên tàn cây, khói cũng bớt khóc than. Để hình dung ra mình đã lớn như thế nào, tôi nhìn Phúc lớn, nhưng khó hy vọng được nhìn thấy mình, vì Phúc khác biệt tôi. Phúc không thèm nhớ mình là đứa bé bị ruồng bỏ đã đành. Vết thương hốc mắt trống phập phồng trên gương mặt, em cũng chẳng để ý. Phúc hay đòi má nuôi tôi kể lại cái ngày mà lượm được em, để lấy làm sung sướng, ra vẻ kinh ngạc, rồi ngỏ nguyện, vậy mà con sống, ngộ thiệt. Thời gian đi qua, Phúc có vẻ nhẹ nhàng. Tôi thì không, tôi thường buồn bã, chờ đợi, ham muốn điều gì đó không rõ ràng. Vài bóng người lạ mặt lãng vảng trong giường khói của má nuôi tôi cũng làm tôi hy vọng và tuyệt vọng. Chẳng có ai tìm mình. Có lần tôi bắt gặp một người phụ nữ ngồi than khóc bên cạnh một ngọn khói nhỏ. Tôi ôm mấy gọc củi ra sân, bữa như điên dại. Ước gì mình cũng quá khói. Nghe dẳng trong nhà tiếng Phúc nói với má: má ơi, anh hai đang khóc kìa. Khi chỉ có hai chúng tôi, Phúc tần ngần rồi hỏi nhỏ: con má thương mình, bộ không đủ sao anh hai? Với Phúc, sống là đủ. Có người nuôi cưu mang là đủ. Có một con mắt nhìn đời cũng đủ. Đi đường thấy bất cứ cái đám tang nào, em cũng bỏ dép ghé vào, thắp mấy cây nhang, lạy ba lạy. Thấy tôi ra vẻ ngạc nhiên, em thầm thì: biết đâu họ là cha má của mình. Em có thể điềm nhiên chơi ở dưới gốc cây bàn năm cũ, vừa ngó nghiêng vừa nói: để em kiếm con chuột hỏi nó coi tha con mắt của em ở đâu rồi. Rồi thấy tôi ngồi đằng xa, mướt mồ hôi, mặt cắm xuống đất, em rón rén lại chìa trái bàn khô ra: anh hai, coi con mắt của em rớt ở đây nè. Chà, nó cũ mềm rồi. Con mắt còn lại lấp loáng ánh cười. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ước gì mắt của Phúc có cả đôi. Nó sẽ làm cho khuôn mặt của em xinh đẹp hơn, cho cái cảm giác chông chênh ở em không còn nữa. Và quan trọng, ở Phúc không còn dấu tích của sự bị bỏ rơi của em và của tôi. Ý nghĩ ấy càng dây lấy tôi như con rắn đói điên cuồng quấn mồi. Tôi thôi học theo má nuôi làm công việc quét dọn trong bệnh viện. Đồng lương ít ỏi, tôi bỏ bệnh viện đi làm thợ hồ. Nhiều bữa gạch cắt tay đổ máu. Thấy em chắc lưỡi hít hà, tôi cười: đứt chút đỉnh nhầm nhỏ gì, miễn là có tiền làm mắt giả cho em. Phúc cúi đầu, đang thoăn thoắt quấn vải bó tay tôi, bỗng chậm rãi đắn đo.
Tôi lại bỏ việc ở công trường bởi quần quật 4 tháng trời cũng chưa đủ chi phí cho ca phẫu thuật. Người quen giới thiệu một chỗ bưng bê ở nhà hàng thị xã. Bà chủ tốt bụng hay biểu vào phòng nhờ đấm bóp cho thêm tiền. Bắt gặp cái ánh nhìn rất ướt át của bà, lòng tôi lạnh ngắt lạnh ngơ. Tôi chợt nhận ra, buộc miệng nói, chết cha, mình chỉ nóng bừng khi đứng trước Phúc. Em không còn đơn thuần là đứa em gái nhỏ. Điều đó làm tôi càng nôn nóng, thật hạnh phúc khi nhìn thẳng vào em, ôm ghì em trong tay mà không bị ám ảnh bởi gốc cây hay là con chuột. Anh làm tháng nữa là đủ tiền rồi. Manh nuôi tôi rầy, cái thằng lại nhảy hoài chi cái chuyện đó. Phúc không nói gì, ngồi trước thao giặt đồ to tướng, tay dò miết cái chiếc áo tôi còn dương nhất mùi dầu thơm của người chủ nhà hàng. Dường như em lại lặng đi. Tôi không hiểu cái lặng đi đó, không hiểu sao nhắc tới chuyện mắt, Phúc không giấu được buồn. Phúc lặng lặng bỏ đi, không trở lại. Mà nuôi tôi nói chính tôi đã đẩy Phúc đi. Tôi chạy ra ngã ba sương vô giọng ngó những con đường chạy hun hút đằng phía chân trời. Những ngọn khói không còn giật giờ than thở nữa. Chúng nhận ra làm người cũng chẳng sướng gì khi phải chịu đựng những nỗi đau. Chúng an phận khói. Chúng để mặt tôi rắm rứt với cách trả lời bằng câm lặng của Phúc. Rằng Phúc cũng đau, nhưng em không tránh né. Bởi quay về hướng nào thì trên mặt em cũng còn vết, nên em tự giẫm bừa lên đó để chỗ đau dai rặn. Rằng em tuyệt vọng khi cố gắng kiệt sức mà chỉ thấy khiếm khuyết của mình hằng vết sâu nhói trong mắt tôi. Tôi thường đem củi ra bữa đến khuya, đến kiệt sức vì nhớ Phúc. Thật kỳ lạ, trong cái nhớ quay quắt đó, tôi không mảy may nghĩ về vết thương. Trong tôi long lanh nụ cười trong vắt của Phúc, giọng nói giòn tan của Phúc và mắt của Phúc không bao giờ lầm lũi cúi nhìn, không nề hà chuyện mình có đủ đôi hay không. Mắt em luôn lấp lánh sáng, hay háy nguyết, ứ đầy những hờn giận và cả thương yêu.